Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay tôi xin phép trở lại với quý vị và các bạn một cái cách để mình thiết kế ra một cái giấy dán tường 3D như thế này. Thì tôi xin phép trình bày là mình đầu tiên mình vẽ một cái hình hộp vuông từ một cái hình vuông. Và sau đó thì mình sẽ vẽ một cái thanh kim loại. Nó cũng gần giống một cái thanh kim loại, nó nằm bên cạnh cái hình hộp vuông. Như quý vị thấy, mình cũng có được một cái miếng giấy dán tường nó cũng tương đối độc đáo. Sau đây là phần trình bày video của tôi, quý vị xem nhé. Đầu tiên thì quý vị cũng mở Photoshop ra và quý vị lại vào file, lưu cho mình một file mới 1920x1080 và 300 ppi. Sau đó quý vị lại mở một layer mới, quý vị vào công cụ vùng chọn hình vuông, giữ phím shift và vẽ cho mình một cái hình vuông. Quý vị fill vào đây một màu tím nha quý vị. Màu tím nằm ở khoảng này ạ. Ok. Quý vị vào select, quý vị deselect, bỏ chọn. Sau khi phim được màu tím, quý vị giữ cho mình phím Ctrl, quý vị kích chuột vào cái tít nằm ngay ở giữa cái hình vuông này, ngay đây này, quý vị kéo lên trên lại cho mình ạ. Quý vị kích vào dấu apply. Ở trên bàn phím bấm cho mình lên Ctrl G. Sau đó quý vị vào trong Edit Transform, quý vị vào cái lệnh Flip Horizontal, dùng công cụ Move Tool quý vị đưa nó qua bên này, được không ạ? Quý vị giữ phím Ctrl, quý vị kích vào cái ảnh thumbnail của cái mà quý vị vừa đưa qua bên đó. Sau khi đã có vùng chọn đấy quý vị, thì quý vị vào trong Edit Fill. Quý vị chọn cho mình color, quý vị chọn cho mình cái màu tím nằm ngoài này. Ok. Vào select, quý vị đi select, bỏ chọn. Dùng công cụ Move Tool, quý vị giữ cho mình phím Alt-Tab, quý vị kéo một cái cạnh ra lấy để đây được không ạ? Mục tiêu để mình lấy cái góc ở đây ạ. Quý vị phóng lớn lên một chút. Quý vị vào công cụ Polygon Lasso Tool. Mình vẽ một cái hình ở đây. Sau khi quý vị vẽ được cái hình như thế này rồi, quý vị mở cho mình một layer mới. Kích chuột bên phải vào, quý vị vào Fill. Vào color, bây giờ quý vị phim cho mình màu tím ở đây ạ. Ok. Quý vị vào select, deselect, bỏ chọn. Bây giờ cái ở đây này quý vị. Quý vị chọn nó rồi bấm phím delete, bỏ nó đi. Mình bao hết tất cả các lớp này, mình giữ phím shift và cho nhỏ lại nha quý vị. Như thế này. Kích vào dấu apply. Bây giờ quý vị lại mở cho mình một layer mới. Quý vị vào công cụ chọn vùng lại hình vuông như lúc đầu. Quý vị để chuột ngay tại cái bên cạnh này đấy ạ. Đó, quý vị có thể vẽ xuống. Bây giờ quý vị sử dụng gradient đầu bên này, mình cho màu hơi tối một chút. Ok. Ở giữa này quý vị chọn cho mình màu sáng trắng. Ok. Đầu bên này quý vị chọn cho mình màu tím đậm. Ok. Quý vị mà sơn lên tường đấy ạ, những quý vị làm xây dựng mà quý vị sơn lên tường thì ở đây quý vị cứ sơn lấy một màu ạ.
Còn mình làm trên máy tính á, thì mình cần nó có cái thanh tròn. Bởi vậy cho nên mình phải làm như thế này. Vào select, deselect, bỏ chọn. Bây giờ quý vị chọn cho mình cái công cụ mà chọn vùng hình tròn nha quý vị. Quý vị để chuột từ ở phía dưới này. Quý vị sẽ vẽ cho cái vòng tròn nó tiếp vào cái hình chữ nhật mà mình vừa mới dùng gradient mình phin á, mình vẽ lên như thế này. Mình điều chỉnh cái con chuột nha quý vị. Đó, nhìn thấy như thế này. Rồi vẽ xong rồi quý vị bấm cho mình phím delete. Quý vị vào select, quý vị deselect, bỏ chọn. Bây giờ để mình cắt cái ở trên này này quý vị. Thì quý vị giữ cho mình phím Alt+Z rồi quý vị đưa một cái lên như thế này được không ạ? Mình giữ phím Alt+Z mình đưa lên như thế. Giữ phím Ctrl kích vào cái ảnh thumbnail của cái mình vừa mới đưa lên đó. Rồi quý vị chọn xuống cái lớp dưới này, quý vị bấm cho mình phím Delete. Vào Select, quý vị deselect, bỏ chọn xong gấp cái này bỏ đi ạ. Bây giờ quý vị dùng công cụ Move Tool. Không giữ phím Shift nha quý vị. Quý vị kéo dần cái này lên. Khi nào mà Photoshop báo cho mình một cái gạch như vậy thì ngưng lại. Tương tự ở dưới này cũng thế. Được không ạ? Quý vị kích vào dấu Apply. Đó, bây giờ mình có một cái như thế này này quý vị. Quý vị nhìn thấy cái hình này nó cũng tương đối rất là ấn tượng đúng không ạ? Thì bây giờ tôi sẽ bao hết lại, chọn hết tất cả các lớp này, kích chuột bên phải và bên phần layer, mesh layer. Đồng thời mình muốn cho nó không bị vỡ khi mà mình thu nhỏ phóng lớn đó. Thì quý vị kích chuột bên phải và chọn cho mình Convert to Smart Object. Được không ạ? Bây giờ cái hình này mình sẽ giữ phím Shift và mình thu nhỏ nó lại như thế này. Rồi mình sắp xếp lên đây. Vậy là vừa rồi tôi đã trình bày cho quý vị và các bạn mình tạo ra một cái giấy dán tường 3D nó rất là ấn tượng đúng không ạ? Quý vị có thể biến nó thành một cái miếng khăn bàn hoặc là giấy dán tường. Chương trình video của tôi ngày hôm nay xin phép dừng lại ở đây. Kính chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, thành công ở trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sau. Xin chào ạ.